Chào mừng quý vị đến, quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, năm rồng bùng nổ tài lộc, Đinh Tỵ 1977, biết mệnh gặp thời, tiền tài tăng vọt, cực giàu cực sướng năm 2024. Đinh Tỵ giúp đỡ mọi người, lương tâm thánh thiện miệng cười dễ thương, họa tai họa kiếp tránh đường, tự thân an lạc tai ương xa rời, sinh thời làm thiện hết đời, tạo nhiều công đức Phật trời thương cho, mai này thân xác thành tro, hồn về cực lạc chẳng lo muộn phiền, thả hồn dạo bước cõi tiên, đâu còn chi nữa ưu phiền thế gian. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại với tử vi ngày hôm nay. Tử vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Quý cô bác anh chị Đinh Tỵ thân mến, cuộc sống giống như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy và biến đổi. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi qua mỗi ngày, mỗi giờ và thậm chí mỗi giây, vạn hữu đều trải qua quá trình thay đổi liên tục. Nhìn vào cuộc sống, Đinh Tỵ đã thấy được mọi thứ đều vô thường. Ngày nay rồi sẽ qua, tuổi trẻ dần trở thành tuổi già, và những sự kiện Đinh Tỵ không muốn, nhưng nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tử vi và Đinh Tỵ không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống và điều này khiến cuộc sống trở nên không chắc chắn. Đức Phật đã dạy rằng, việc hiểu và chấp nhận sự thay đổi và vô thường là cách để đối diện với cuộc sống một cách sáng suốt và tỉnh thức. Thay vì bám vào những điều tạm thời và hy vọng vĩnh hằng trong cõi tạm thời này, bản mệnh Đinh Tỵ hãy nên tập trung vào hiện tại của mình, vào bản thể vô sinh bất diệt. Đó là nơi Đinh Tỵ có thể tìm thấy sự yên bình và sự tự tại giữa biến đổi vô tận của cuộc sống. Cuộc sống không ngừng thay đổi và điều đó là điều tất yếu. Sự thay đổi không phải lúc nào cũng dẫn đến điều tồi tệ. Nó cũng mang theo cơ hội và sự phát triển. Việc hiểu và đón nhận sự thay đổi là một phần quan trọng của việc trưởng thành và học hỏi. Nó là cách để Đinh Tỵ tiến xa hơn trong cuộc hành trình của cuộc sống và tìm thấy sự tự do giữa sự vô thường của thế gian. Tử vi hiểu rằng cuộc sống của Đinh Tỵ đang rất mỏi mệt, nhưng vẫn phải gồng mình lên để mưu sinh sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Đinh Tỵ hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều lên một chút Đinh Tỵ nhé. Tử vi không thể can thiệp vào quá khứ của Đinh Tỵ nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Tử vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây không để cô bác anh chị Đinh Tỵ phải chờ lâu thêm nữa. Tử vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Năm rồng bùng nổ tài lộc, Đinh Tỵ 1977, biết mệnh gặp thời, tiền tài tăng vọt, cực giàu cực sướng năm 2024. Đinh Tỵ thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi, bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, vận trình của bản mệnh Đinh Tỵ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào cô bác anh chị. Đinh Tỵ, tận dụng những lời dự ngôn luận giải của tử vi như thế nào? Nếu những luận giải của tử vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Đinh Tỵ cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng tử vi luôn nguyện cầu cho cô bác, anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan của các anh chị nhé. Ngay sau đây,
Xin mời quý cô bác anh chị Đinh Tị cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi của bản mệnh Đinh Tị trong năm 2024. Cô bác anh chị tuổi Đinh Tị có những phẩm chất tự nhiên như sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhẹn và thông minh. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ là năm để người tuổi Đinh Tị thể hiện bản lĩnh và khai thác tối đa tiềm năng của mình. Đinh Tị sẽ có nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến mộc như giáo dục, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, y tế và môi trường. Trong năm Giáp Thìn, Đinh Tị không nên bỏ qua những thử thách và cơ hội mới. Đinh Tị phải dũng cảm đối mặt với những khó khăn và biến động, đồng thời biết thích nghi và chủ động trong mọi tình huống. Đinh Tị phải tận dụng các kỹ năng và thế mạnh của mình để vượt qua đối thủ và đạt được thành công. Đinh Tị cũng phải giữ vững nguyên tắc và đạo đức trong công việc, tránh những hành động gian dối hay thiếu minh bạch. Theo luận giải mới nhất, tử vi tuổi Đinh Tị năm 2024, cô bác anh chị Đinh Tị cũng sẽ có một giai đoạn thuận lợi về tài chính. Đinh Tị sẽ có thu nhập cao hơn hoặc có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các nguồn khác nhau. Đinh Tị cũng có thể đầu tư vào các dự án hay kinh doanh có triển vọng trong năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, Đinh Tị phải cẩn trọng, không ham muốn quá cao. Đinh Tị phải biết quản lý tiền bạc hợp lý, tiết kiệm cho tương lai và tránh những chi tiêu không cần thiết hay mạo hiểm. Ngoài ra, Đinh Tị cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và sinh hoạt. Trong năm Giáp Thìn, Đinh Tị phải duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và giảm căng thẳng. Đinh Tị phải tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu hay ăn quá no. Đinh Tị cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị kịp thời những bệnh tật có thể xảy ra. Về mặt tình cảm, cô bác anh chị Đinh Tị sẽ có một năm Giáp Thìn ấm áp và hạnh phúc. Đinh Tị sẽ có nhiều thời gian và cơ hội để chăm sóc và thể hiện tình yêu cho người thân và bạn bè. Đinh Tị cũng sẽ gặp được nhiều người mới để mở mang trong việc làm ăn và kinh doanh. Đinh Tị phải biết trân trọng và bảo vệ mối quan hệ của mình, tránh những xung đột hay nghi ngờ không cần thiết. Năm Giáp Thìn 2024 là năm đầy triển vọng và may mắn cho người tuổi Đinh Tị. Đinh Tị phải biết nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách và phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình. Đinh Tị phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc bản thân và người thân. Chúc bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Vừa rồi là những dự ngôn luận giải tổng quan tử vi của bản mệnh Đinh Tị trong năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị Đinh Tị cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về diễn biến các phương diện bao gồm sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo. Vậy bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn, quý bản mệnh cô bác, anh chị Đinh Tị sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống bình an, giàu có, viên mãn? Xin mời cô bác anh chị Đinh Tị cùng tiếp tục lắng nghe. Trước tiên sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Đinh Tị trong năm 2024. Cô bác anh chị Đinh Tị có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, năng động và sáng tạo. Đinh Tị thường có nhiều thành công trong sự nghiệp và tài chính, nhưng cũng có thể gặp phải những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Năm 2024 là năm của Rồng, một con giáp mang đến nhiều năng lượng và sự hăng hái trong người tuổi Đinh Tị. Tuy nhiên, năm mới cũng đồng nghĩa với nhiều thách thức và áp lực, đòi hỏi Đinh Tị phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất mà Đinh Tị cần chú ý đến là sức khỏe của mình. Năm 2024 là năm bận rộn và căng thẳng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của Đinh Tị. Do đó, Đinh Tị cần phải có một lối sống lành mạnh, bao gồm ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên và tránh những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu hay dùng chất kích thích. Ngoài ra, cô bác anh chị Đinh Tị cũng nên tìm kiếm những hoạt động giải trí và thư giãn như đọc sách, nghe nhạc,
xem phim hay đi du lịch để giảm bớt căng thẳng và lo âu. Một số môn thể thao và bài tập thở như yoga, thiền hay thái cực quyền cũng rất có ích cho việc cải thiện sức khỏe, tinh thần và thể chất của tuổi Đinh Tỵ. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ cũng cần phải chăm sóc sức khỏe của các bộ phận trong cơ thể. Theo tử vi, Đinh Tỵ có hành thổ chi phối. Do đó, Đinh Tỵ dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, gan, mật, xương khớp và da. Đinh Tỵ cần phải uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả và các loại thực phẩm giàu vitamin C để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Đinh Tỵ cũng tránh ăn quá nhiều đồ chiên, rán, mặn, cay hay ngọt để không gây ra các bệnh gan, mật như viêm gan, sỏi mật hay men gan cao. Đối với xương khớp, người tuổi Đinh Tỵ cần phải tăng cường vận động và ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như sữa, cá, tôm, cua hay rong biển để phòng ngừa các bệnh về loãng xương, thoái hóa khớp hay gút. Đối với da, cô bác anh chị Đinh Tỵ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng, sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng ẩm và các sản phẩm làm sạch da phù hợp với các loại da của mình để ngăn ngừa các bệnh về da như nám, tàn nhang hay viêm da. Năm 2024 cũng là năm có nhiều cơ hội và thay đổi cho cô bác anh chị Đinh Tỵ. Đinh Tỵ có thể gặp được nhiều người mới, mở rộng mối quan hệ và hợp tác, tham gia những dự án lớn và quan trọng, hoặc thay đổi công việc hay nơi ở. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng cần phải cẩn thận và lựa chọn kỹ lưỡng, không nên quá vội vàng hay liều lĩnh khi đưa ra những quyết định quan trọng. Đinh Tỵ cũng nên lắng nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là của gia đình và bạn bè, để có thể nhận được những lời khuyên hữu ích và tránh những sai lầm không đáng có. Ngoài ra, Đinh Tỵ cũng nên biết kiềm chế cảm xúc của mình, không nên quá nóng nảy hay bốc đồng. Khi gặp phải những khó khăn hay xung đột, Đinh Tỵ cần phải học cách bình tĩnh, suy nghĩ tích cực và giải quyết vấn đề một cách hợp lý và linh hoạt. Tiếp theo sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện công danh, sự nghiệp và tài chính của quý bản mệnh. Cô bác anh chị Đinh Tỵ trong năm 2024, năm Giáp Thìn 2024 là một năm đặc biệt quan trọng đối với cô bác anh chị Đinh Tỵ, bởi đây là năm Rồng, vận trình của Rồng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp và tài chính của Đinh Tỵ. Theo tử vi tuổi Đinh Tỵ, năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ sẽ có một năm đầy biến động và thú vị trong các lĩnh vực sự nghiệp và tài chính. Đinh Tỵ có trí thông minh, trực giác và sức sáng tạo cao là những phẩm chất quan trọng cho một người chuyên nghiệp thành công. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại những cơ hội và thách thức mới mẻ cho sự nghiệp của Đinh Tỵ. Bản mệnh Đinh Tỵ có khả năng sử dụng trí tuệ và đầu óc nhạy bén của mình để đàm phán, tác động và thuyết phục mọi người. Rồng gỗ sẽ củng cố cho rắn tính cách riêng lăng và kiên định. Người tuổi Đinh Tỵ làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác như tài chính, luật, báo chí và truyền thông có thể thu được nhiều thành quả và lợi ích hơn. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Tỵ cũng sẽ gặp phải một số khó khăn và trở ngại trong nghề nghiệp. Theo tử vi năm 2024, cô bác anh chị Đinh Tỵ sẽ phải vượt qua những rắc rối và trở ngại này bằng ý chí và quyết tâm của mình. Đinh Tỵ cũng sẽ trải qua một số thay đổi lớn trong sự nghiệp, có thể là nhận nhiệm vụ mới, bắt tay vào cơ hội mới, hoặc thay đổi hoàn toàn công việc hiện tại. Những thay đổi này có thể gây ra lo lắng, nhưng tuổi Đinh Tỵ nên đón nhận những thay đổi này với tinh thần lạc quan, vì những thay đổi này có thể mở ra những triển vọng và tiềm năng mới. Những người thuộc cung hoàng đạo rắn sẽ luôn hướng về mục tiêu, vì Đinh Tỵ có kỹ năng và khả năng ra quyết định nhanh chóng. Những phẩm chất này sẽ giúp Đinh Tỵ trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc và những doanh nhân tài ba. Tuổi Đinh Tỵ năm 2024 cần chú trọng vào việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Đinh Tỵ có thể tham gia các khóa học ngắn hạn, đăng ký các hội thảo chuyên đề và tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Ngoài ra, Đinh Tỵ cũng nên mở rộng mối quan hệ và xây dựng mạng lưới liên kết với những người có ảnh hưởng và quyền lực trong ngành nghề. Điều này sẽ giúp Đinh Tỵ có thêm nhiều cơ hội và sự hỗ trợ trong sự nghiệp. Theo tử vi tuổi Đinh Tỵ, năm 2024, Đinh Tỵ sẽ có một năm tài chính ổn định và khả quan. Đinh Tỵ có thể thu nhập cao từ công việc chính hoặc từ các nguồn thu nhập phụ như đầu tư kinh doanh hay làm thêm. Đinh Tỵ cũng có thể nhận được những phần thưởng, tiền thưởng hay quà tặng từ công ty, đối tác hay người thân. Người tuổi Đinh Tỵ có khả năng quản lý tài chính tốt. Đinh Tỵ biết cách chi tiêu hợp lý và tiết kiệm cho những mục đích quan trọng. Đinh Tỵ cũng có thể đạt được những thành tựu về tài sản như mua nhà, xe hay đồ đạc cao cấp. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Đinh Tỵ trong năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024 là năm của Rồng, con giáp có liên quan mật thiết với rắn trong 12 con giáp. Đây là dấu hiệu tốt lành cho người tuổi Đinh Tỵ vào năm 2024, khi mà các mặt của cuộc sống đều có những tiến triển rõ rệt và khả quan. Đinh Tỵ sẽ gặp được nhiều bạn bè mới, tham gia vào những hiệp hội có ích và đạt được nhiều thành công trong công việc, cũng như cuộc sống cá nhân. Rồng mang đến cho Đinh Tỵ sự phát triển năng lượng, sức sống và sự biến đổi tích cực. Đinh Tỵ sẽ có những cơ hội để thử thách bản thân và khám phá những điều mới mẻ trong các mối quan hệ, bản mệnh. Có tính cách duyên dáng và hấp dẫn, thu hút được nhiều ánh nhìn và sự ngưỡng mộ từ người khác. Tuy nhiên, họ cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu chân thành. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại cho Đinh Tỵ những cung bậc cảm xúc khác nhau về đường tình cảm. Đinh Tỵ nên giữ gìn sự giao tiếp hiệu quả và trung thực với người mình yêu, đồng thời biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của họ. Rắn có thể đối mặt với một số khó khăn và thử thách do bản thân bướng bỉnh và kiêu ngạo của mình. Theo tử vi tuổi Đinh Tỵ, năm 2024, Đinh Tỵ nên biết khiêm tốn và vui tính để duy trì các mối quan hệ hòa thuận và tìm được tình yêu đích thực. Nếu Đinh Tỵ là nam giới sinh năm 1977, độc thân, Đinh Tỵ nam mạng sẽ có một năm tình duyên rất thuận lợi. Đinh Tỵ nam mạng sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tài năng. Đinh Tỵ nam mạng sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của họ bởi vẻ lịch lãm, phong cách tự tin và cá tính cuốn hút của mình. Đinh Tỵ nam mạng cũng sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào với người mình yêu. Tuy nhiên, Đinh Tỵ nam mạng cũng không nên quá tự mãn hay coi thường người khác. Nam Đinh Tỵ nên biết cách giữ gìn sự chung thủy và trân trọng tình cảm của người mình yêu. Nam Đinh Tỵ cũng nên hạn chế những cuộc vui chơi quá đà hay những mối quan hệ không lành mạnh. Nếu không, Đinh Tỵ nam mạng có thể gặp phải những rắc rối và mất mát trong tình duyên. Nếu Đinh Tỵ đang có gia đình, bản mệnh nên dành nhiều thời gian và tình cảm cho vợ con. Bản mệnh nên biết cách lắng nghe và chia sẻ những vấn đề của gia đình, cũng như hỗ trợ vận động viên vợ con trong công việc và học tập. Bản mệnh nên tránh những tranh cãi hay xích mích, vô bổ với vợ. Đinh Tỵ cũng nên kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, không nên nóng giận hay bạo lực với vợ con. Nếu bản mệnh biết cách làm cho gia đình hạnh phúc, bản mệnh sẽ nhận được sự yêu thương và tôn trọng của vợ con. Nếu Đinh Tỵ là nữ giới, sinh năm 1977, độc thân, nữ Đinh Tỵ sẽ có một năm tình duyên khá bất ổn. Đinh Tỵ nữ mạng sẽ gặp phải những áp lực và lo lắng về tình cảm. Đinh Tỵ sẽ có những mâu thuẫn và hiểu lầm với người mình yêu. Đinh Tỵ sẽ cảm thấy thiếu sự quan tâm và chia sẻ từ phía người ấy. Nữ Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với những cám dỗ và thử thách trong tình duyên. Đinh Tỵ nữ mạng nên giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong các mối quan hệ. Đinh Tỵ nên biết cách bày tỏ cảm xúc và mong muốn của mình một cách rõ ràng và chân thành. Đinh Tỵ nên biết cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người mình yêu, không nên cố chấp hay tranh đấu quyền lực. Đinh Tỵ nên biết tha thứ và hòa giải khi có xích mích. Đinh Tỵ nên tránh những cuộc ghen tuông hay đố kỵ không cần thiết.
Đinh Tỵ nên biết giữ gìn lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân. Nếu Đinh Tỵ đang có gia đình, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe và hạnh phúc của mình. Bản mệnh nên dành thời gian cho bản thân để làm những điều mình thích và thư giãn. Bản mệnh nên biết cách quản lý tài chính và chi tiêu hợp lý. Bản mệnh nên biết cách kết hợp công việc và gia đình, không nên quá vất vả hay bỏ bê gia đình. Bản mệnh nên biết cách nuôi dạy con cái một cách khoa học và hiệu quả. Bản mệnh nên biết cách làm cho chồng mình hài lòng và hạnh phúc. Vừa rồi là những luận giải chi tiết các phương diện cuộc sống của quý bản mệnh Đinh Tỵ trong năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị Đinh Tỵ cùng lắng nghe những dự ngôn tổng quan về vận trình tử vi hàng tháng âm lịch trong năm 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng lúc trầm, quan trọng là Đinh Tỵ luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng, thì việc gì cũng thành. Vận trình tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2024, tháng Dần, vận quý nhân vượng, gặp khó có người giúp sức, không lo thân cô thế cô, tiền bạc có khoản tích lũy nên tiêu xài khá rủng rỉnh, ra đạo có chút bất ổn nhưng sớm được giải quyết thỏa đáng. Vận trình tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2024, tháng Mão làm lụng vất vả nhưng thu về kết quả xứng đáng, tiền bạc có gia tăng, chủ yếu có thêm nguồn thu phụ, nhân duyên tốt, có hỷ tính trong nội tộc. Vận trình tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2024, tháng Thìn, mưu sự lớn nhỏ gì đều khá thuận lợi, tuy nhiên, chỉ khi thấy kết quả mới biết được nếu đang làm mà bỏ dở giữa chừng. Coi như công cốc, cẩn thận vấn đề đi lại, tránh gặp họa huyết quang hoặc hình thương. Vận trình tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2024, tháng Tỵ, dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể, tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó. Các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do đương số cả giận mất khôn. Vận trình tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2024, tháng Ngọ, đau ốm gặp đúng thầy đúng thuốc nên chỉ qua loa, trong nhà có hỷ tính có tin xa đưa tới, có thể thay đổi vị trí công việc theo chiều hướng tốt đẹp, kinh doanh có lộc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời mạnh. Vận trình tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2024, tháng Mùi, đề phòng bị mất trộm tiền của hoặc đồ quý giá, kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ, đón tin vui về con cái trong nhà. Vận trình tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Thân, tiêu hao nhiều tiền bạc để đầu tư cho các mối quan hệ xã giao, hoặc chỉ đơn giản là mua sắm, hưởng thụ cá nhân. Cẩn thận tai nạn đường sông nước, hạn chế đi tới những nơi núi cao, vực sâu, coi chừng bất trắc. Vận trình tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2024, tháng Dậu, tài khí tăng mạnh, khả năng cao ký kết được hợp đồng lớn, kinh doanh buôn bán được lộc, khó khăn, công việc được tháo gỡ, có điểm thăng tiến hoặc tăng lương. Vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2024, tháng Tuất, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài không phải nghỉ, công việc cũng trên đà thuận lợi, nhưng có điểm tiểu nhân kiện tụng, tránh làm ăn theo đường mòn, lối tắt kẻo vướng họa lao ngục. Vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2024, tháng Hợi, đi lại cẩn thận, để phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, ăn uống giữ mồm giữ miệng, tránh bị ngộ độc thực phẩm hoặc tăng cân không kiểm soát, có điểm tiểu nhân ngán chở công việc, cẩn thận khi giao dịch hoặc ký kết giấy tờ. Vận trình tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2024, tháng Tý, bệnh nặng không mắc, nhưng bệnh vặt khó tránh, đi lại cẩn thận, hạn chế đi xa hoặc đi một mình, dễ gặp sự cố bất ngờ hoặc tai nạn thương tâm. Vận trình tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2024, tháng Sửu, thu nhập tăng lên đáng kể do được tăng lương, thưởng, hoặc có thêm nguồn thu phụ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn lớn, lợi nhuận thu về đầy túi, tình duyên hanh thông, đào hoa khoe sắc. Quý vị anh chị đang theo dõi tử vi, năm rồng bùng nổ tài lộc,
Đinh Tỵ 1977, biết mệnh gặp thời, tiền tài tăng vọt, cực giàu cực sướng năm 2024. Cô bác, anh chị Đinh Tỵ thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Từ Vi sẽ tạm dừng một chút để hỏi han và quan tâm đến cô bác anh chị. Tử Vi biết rằng thời tiết mấy ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết trong máu tuần hoàn và lưu thông của các anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác, anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường như này cô bác, anh chị nhé. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác, anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Đinh Tỵ thân mến, nghe đến đây, chắc hẳn bản mệnh Đinh Tỵ đã nắm được cơ bản về vận trình của mình khi bước sang năm 2024 rồi. Tiếp theo sẽ là tổng quan về sao chiếu mệnh, hạn tuổi, vận niên và cách hóa giải sao hạn của bản mệnh Đinh Tỵ trong năm 2024. Tử vi nam, nữ mạng Đinh Tỵ về sao chiếu mệnh. Đối với nam mạng, trong năm 2024, nam tuổi Đinh Tỵ 1977 có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống kiểu diệu tinh quân, sao này mang ý nghĩa cả tốt lẫn xấu. Đối với nam Đinh Tỵ, tính tình nóng nảy, bảo thủ thì sẽ dễ gặp phải chuyện thị phi mâu thuẫn. Còn nếu là người khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, biết nhường nhịn thì sẽ tránh được những tranh cãi không đáng có. Vào năm gặp sau này, người làm ăn, kinh doanh, buôn bán vẫn được thuận lợi nếu chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Tuy vậy, cần chú ý các giao dịch phải có giấy tờ, hóa đơn để tránh nhầm lẫn. Đối với nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Đinh Tỵ có sao La Hầu chiếu mệnh. Trong các sao chiếu mệnh 2024, La Hầu là hung tinh chủ về thị phi, hào tán tiền của. Người gặp sao La Hầu chiếu mệnh nếu làm ăn ngay thẳng, tính toán thận trọng, khiêm tốn, dĩ hòa vi quý thì sẽ tránh được thị phi không đáng có. Đối với nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 đang làm ăn kinh doanh thì thận trọng hơn khi giao dịch, mua bán phải có hóa đơn đi kèm để tránh nhầm lẫn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ nam, nữ mạng về vận niên. Đối với nam mạng, vận niên hổ nhập nội hay còn gọi là hổ nhập điền, tức là hổ trở về đồng bằng, nơi có ít mồi ngon hơn so với cuộc sống. Ở Thảo Nguyên, gặp vận niên này thì nam mạng Đinh Tỵ 1977 nên thận trọng hơn trước. Các quyết định liên quan đến tiền bạc, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng cần có kiến thức, sự hiểu biết và thời gian tìm hiểu thật kỹ, không nên vội vàng, hấp tấp đưa ra quyết định. Đối với nữ mạng, năm 2024, vận niên của nữ mạng Đinh Tỵ là hổ nhập nội, tức là hổ trở về đồng bằng. Đây là nơi có ít nguồn thức ăn hơn so với trong rừng rậm. Theo kinh nghiệm của người xưa, gặp vận niên này thì năm đó làm ăn nên thận trọng. Không quyết định vội vã, hấp tấp, chậm mà chắc, như vậy sẽ tránh được những nhầm lẫn, rủi ro trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ nam, nữ mạng về hạn tuổi. Đối với nam mạng, năm Giáp Thìn 2024, nam mạng tuổi Đinh Tỵ gặp hạn Thiên La. Đây là hạn chủ về gia đạo, mâu thuẫn, dễ bất đồng. Gặp vận hạn này, mệnh chủ hãy cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, tránh đưa ra quyết định nóng nảy, nhất là trong đời sống tình cảm vợ chồng cần phải lắng nghe, thấu hiểu, dành nhiều thời gian bên cạnh yêu thương, chăm sóc nhau thì mới được hạnh phúc lâu bền. Đối với nữ mạng, trong năm 2024, nữ mạng tuổi Đinh Tỵ gặp hạn Diêm Vương. Vận hạn này chủ về thị phi,
hao tổn tinh thần gặp vận hạn này, mệnh chủ nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, dĩ hòa vi quý với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong chuyện gia đình. Nữ tuổi Đinh Tỵ hãy bao dung, cảm thông, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu người bạn đời và các thành viên trong nhà. Cách hóa giải giao hạn. Đối với nam mạng, quả trổ sẽ có quả to, quả nhỏ, hạn sẽ có nặng, có nhẹ tùy theo nhân gieo. Nam mạng Đinh Tỵ muốn hóa giải vận hạn trong năm 2024 thì đầu tiên là phải thay đổi tâm thức, suy nghĩ, tích cực, nói lời hay, ý đẹp, sống đúng đạo, cư xử hành động đúng chuẩn mực, như vậy mới cải biến được vận mệnh, gieo nhân lành ắt hái được quả ngọt. Bên cạnh đó, vào năm gặp sao vân hớn chiếu mệnh, người xưa thường làm lễ cúng giải hạn sao vân hớn. Đây là nghi thức dân gian, mệnh chủ có thể thực hiện để tinh thần thoải mái, an tâm. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm trong, đức sáng, luôn hành thiện, tích đức thì sẽ tạo được nhiều phước báu. Đối với nữ mạng, vận hạn trong cuộc đời mỗi người có thể được hóa giải nếu người đó biết tu tâm dưỡng tính, hành thiện, tích đức, sống đúng đạo, làm việc ngay thẳng, không gian dối, như vậy sẽ tích được nhiều phước báu, cải biến được vận mệnh. Ngoài ra, vào năm gặp sao La Hầu, dân gian ta thường có nghi lễ cúng sao giải hạn sao La Hầu để cầu bình an, tai qua nạn khỏi, nghi thức được thực hiện một lần vào đầu năm. Khi tiến hành tính chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất là tấm lòng thành kính, trang nghiêm, cuối cùng sẽ là phần chọn người hợp tuổi xông nhà năm 2024. Cho quý bản mệnh nam, nữ mạng Đinh Tỵ đối với nam mạng, sau thời khắc giao thừa, người đầu tiên vào nhà chúc Tết gia chủ, được gọi là người xông nhà đầu năm. Dân gian ta quan niệm rằng người tới xông đất mà hợp tuổi với gia chủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, đạo đức tốt, thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phúc lành. Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ hợp với những người tuổi Dậu, Sửu theo tam hợp, Tỵ, Dậu, Sửu, hoặc tuổi Thân theo nhị hợp, Tỵ, Thân. Ngoài ra, nam Đinh Tỵ mệnh hỏa nên chọn người mệnh mộc tới xông nhà. Cụ thể, trong năm 2024, giáp Thìn, Đinh Tỵ nam mạng nên chọn những người tuổi Sau tới xông nhà. Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977. Nam hay nữ giới xông nhà đầu năm đều được, miễn là người hiền lành, đức độ thân thiện thì sẽ mang tới nhiều điều may mắn, tốt lành cho gia chủ. Đối với nữ mạng, xông nhà đầu năm là tục lệ có từ rất lâu đời, được người Việt ta gìn giữ và duy trì cho tới ngày nay. Vào thời khắc giao thừa đón năm mới, người đầu tiên đến chúc Tết chính là người xông đất, người mở cánh cửa may mắn, tài lộc suốt một năm cho gia chủ. Vì vậy, dân ta rất coi trọng người xông nhà và thường chọn người hợp tuổi với gia chủ, tính tình hiền lành, tốt bụng. Sởi lỡi gia chủ tuổi Tỵ hợp với các tuổi Dậu Sửu, nhóm tam hợp, Tỵ Dậu, Sửu, hoặc tuổi Thân nhị hợp, Tỵ, Thân, nữ Đinh Tỵ 1977, mệnh hỏa có thể chọn người mệnh mộc tới xông nhà cũng rất hợp. Trong năm 2024, tuổi xông nhà cho gia chủ nữ Đinh Tỵ 1977 là Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969 và Đinh Tỵ 1977. Khi chọn người xông nhà đầu năm, ngoài yếu tố hợp tuổi, mệnh chủ cũng phải cân nhắc đó là người sống tử tế, đạo đức tốt, hiền lành, thân thiện hay không, nam hay nữ không quan trọng, giới tính nào cũng đều xông đất được. Thưa quý vị, ở phần cuối chương trình, Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe lời Phật dạy về sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa, khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng,
Muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, liệng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiền cận, bằng lòng với hiện tại. Lười biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vần hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo. Còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặc bịa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng, còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát, bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y,
thiên tài tỏa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn, trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn, và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách, khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn, bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng, chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử, đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Năm Rồng Bùng Nổ Tài Lộc, Đinh Tị 1977, Biết Mệnh Gặp Thời, Tiền Tài Tăng Vọt, Cực Giàu Cực Sướng Năm 2024. Từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.